Em Quang Vững mời quý bác thường âm Odo 3610, máy đời 4 số, vách dày, còn rất là vàng đẹp. Và đây là một chiếc vỏ thùng có thấy rất là đẹp. Mặc dù được ra đời vào những năm 1920 nhưng tình trạng còn rất đẹp. Hai bên hai nẹp đồng biểu tượng cho sự hạnh phúc vĩnh cửu cũng như sự phú quý. Và đây là rất đẹp luôn. Mặt bát giác đứng số nổi chân cài còn khá đẹp, còn rất là đẹp luôn. Bên dưới là kính lào quả chuông. Đó, em mở ra em thử âm luôn. Giấy hướng dẫn sử dụng còn, lông côn còn, khóa ninh cót, tất cả mọi cái linh kiện còn. Đấy, củ gông em mở đây. Đó, 10 côn thép, đấy, có nguyên bụi, tì thụt. Đấy, âm thanh rất là hay luôn. Đấy, tất cả mọi cái đều ok. Cho mời bác thử âm luôn, 15 phút. Quá tuyệt vời, trường ngân của nó rất là xài. Đúng nổ đồ 36 người đời 4 số, thấy mặt số còn rất đẹp. Em xin gặp phải bản web Minton. Số quá đẹp luôn này, số kỹ với xem, đó, quá đẹp luôn, một dòng tộc đẹp tuyệt vời luôn, máy bốn số vách dày quá đẹp, mời bác thường âm thấy âm thanh của chiếc đồng hồ này thế nào ạ? Đúng là như quan điểm của em đã nhìn rất là khó tìm được chiếc máy Odo 3610 đời 4 số âm hay như thế này. Xin cảm ơn và xin gửi riêng các bác.